Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nữa nha bạn. Này mình lên tới đầu trên rễ xe đựng sữa sạn ra ruộng nha các bạn. Ở đằng đây mình cũng có văng đang tay kỳ hẩm mình rễ xe đây sẵn, ở đây có bụi cỏ bụi chuối đây mình văng đang tay luôn nha các bạn. Để hôm nay xuống thăm ra sao bạn. Có hổ hành mấy bạn ơi. Rồi chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Quá uổng mấy bạn ơi, mới thăm kỹ rồi mà nó dính đầu nào mà chết rồi mấy bạn ơi. Quậy đây một vùng đây mà quá tiếc, mới vô con đầu tiên chết rồi nghe bạn, tay đầu tiên dính mình chết luôn rồi. Bữa nay tình hình ở bộ hơi meo nữa nghe bạn, mở hàng đầu tiên chưa chân chết con hổ hành nè bạn. Đây là đường lộ của mình, đường lộ 2 mét này, đường lộ mình chạy lên đừng mình gửi xe nghe bạn, gửi xe đi ra ruộng chứ mình không, ít có gian cặp lộn lắm. Nhưng mình đi cặp lộn thấy chỗ nào ngon ngon mình chim 1-2 tay nghe các bạn. Quá tiếc mấy bạn ơi. Đây mới em đầu tiên nó bị quy tiên này, xong phim thành long luôn rồi đó. Mình văng tay lưới từ đây xuống đó đó các bạn. Tay lưới này 6 tắc, tại bờ lộ này bờ lớn nha các bạn. Quá uổng, các bạn thấy nó quậy nè, thấy ghê không? Quá tiếc mấy bạn ơi, mới mở hàng con đầu tiên quy tiên. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây ha. Rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Tại mình đi có mình nha các bạn, chứ mình phải ngưng đây để xử lý rắn này thôi. Rắn này chắc xài không được luôn rồi. Uổng quá. Mới ra tay đầu tiên dính chết. Rồi cho mình ngưng đây đi. Nãy giờ mình lội 5-6 tay cũng không dính mấy bạn ơi. Tiếc quá. Mới ra con đầu tiên uổng không mấy bạn. Coi ra con đầu tiên hết mà dính con hổ hành cỡ 400g mấy bạn ơi, mà nó chết ngắt rồi. Mà xài không được luôn các bạn, bỏ luôn rồi. Đây mấy bạn thấy được bờ này quen thuộc không? Bờ này là cũng khu được rồi, mình đi dính con hổ hành to này nghe mấy bạn. Mà cả nhi bây giờ người ta phá chuối banh chạnh chân nè mấy bạn thấy không? Cả này thì dùng mình vậy đó mấy bạn. Mình giăng chịch cái bị phá vậy mấy bạn, kiếm lưới cũng hơi bị mệt đó. Mà bờ này có 2 tay, đầu ngoài tay mình móc ra rồi mà không dính mấy bạn ơi. Ở trước này tay mình không văng bên bờ chuối nha mấy bạn, mà mình văng với mấy ruộng này. Tại do mình văng chéo qua chéo lại với mấy bạn. Con rắn nó đi thì mình sợ nó đi bên đó bên đây, thì mình đi văng hai bên, bên chéo qua chéo lại. Rồi đi xéo qua xéo lại là nó cũng có đường dính mạnh hơn nha các bạn. Đây mấy bạn thấy cái điểm này ngày trước là bữa hổm dính con hổ hành rồi mấy bạn, mới cử trước á. Con hổ hành cũng to, con đó bữa đó hình như dính 2 con mà được 1kg mấy nha các bạn. 2 con về mình căng hình như được 1,4 kg hay gì, 1,350 kg gì á. Bữa đó trúng mấy bạn ơi, bữa đó đi lâu lâu cũng trúng bữa to. Này mới dưới đây mình mới văng lại tay lưới đẹp các bạn. Bữa nay vô hàng nữa các bạn ơi. Hổ hành nữa. Phải nãy đừng chết nữa, được 2 con nha mấy bạn. Con này tình dân không mấy bạn. Đã ghê không? Cái này trở lên mấy bạn nói mình nói đúng không? Hổ hành nó sẽ đi mạnh rồi đó nghe mấy bạn. Tại do là cả nhi có sương, mùa sương lai gai nè mấy bạn. Ngày hôm qua tiếc quá, ngày hôm qua mình lội mệt không có đi về đi thăm được, phải mình lội xuyên bữa nào cũng lội là ngày hôm qua rắn nó không chết rồi nha các bạn. Mình cũng đoán bữa nay coi chừng có rắn chết nhiều, tại ngày hôm qua có đám sương im quá nha các bạn. Cái tối mình ngủ á, mà thời tiết tảng sáng ra mấy bạn nhìn trên mấy đọt cây á, mà nó có mùi sương nhiều ha, mấy bạc đặt bẫy hay đặt gì không biết, nó dẫn chúng nha mấy bạn. Hổ hành sẽ đi mạnh, tại đây tới là hướng hổ hành nha các bạn. Bữa nào mình ngủ tới tối mình thấy lạnh, tảng sáng ra nhìn trên đọt cây mình thấy dưới lúa mà thấy có mùi sương đó là ngon. Bữa nay mấy bạn thấy gì chứ không bằng ngày hôm qua. Bữa nay mình đi thấy mùi sương yếu xìu mà nó vẫn dính nghe các bạn, đã vô mùa hổ hành nha các bạn, nó đi đây tới Noel đó. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng clip đây nha các bạn, để mình đi mình lên á, mình xử lý nó. Thì hành trang của mình thì cũng y như thường lệ nè mấy bạn, một gói thuốc đựng hút với đem theo 2 cái túi. Mà cỡ này rắn nước nó cũng lâu lâu mới dính con mà rắn bự không các bạn. Đó được 2 cái túi với mớ lưới nữa nè mấy bạn, mớ lưới đựng mình theo mình ở dưới đây mấy cái que này là để mình ghim mấy cái đài xuống nha các bạn, mấy dây viền mình á, mấy dây dằn xuống, chứ nếu mình không dằn là nó chui dưới. Mấy bạn thấy đi, nếu mình nói các bạn không tin ha, con hổ hành dính mấy bạn đếm thử mắt lưới đi, nó khoảng dính khoảng 2-3 mắt lưới là dính đó các bạn. Nè lưới mình dằn con khúc vậy nè, đó tự dưới lên khoảng cỡ tắt hơn, tắt chút xíu mấy bạn. Nó cái đài trên đây nè, tay này kéo dài nha các bạn, tay này mình dằn tới 8 tắc là 8-9 tắc đó. Tại vì ở đây cái bờ bự lắm nè, bạn thấy bờ bự chà bá không, nó bự qua tới bên bờ chuối luôn đó. Nhưng mà con rắn nó cũng ít có đi lên tuốt bờ lắm mấy bạn, nó vẫn đi cặp mé thôi nha các bạn. Mình có mấy bạn nào đồng nghiệp mới vô văn nghề nhớ nha, nhăn đừng có văn tuốt lên trên bờ, tỷ lệ dính yếu lắm mấy bạn. Văn cặp mé ruộng vậy nè, cặp mé ruộng, cặp mé mương á. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây để mình xử lý rắn này nha các bạn. rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem, chứ còn giờ mình đi mình nên mình phải xử lý nó một cái mấy bạn ơi. Rồi mình trong bờ này mình cũng có hai tay nha các bạn. Mấy bạn thấy quê mình lúa giờ người ta dặm xong nè nghe mấy bạn. Đó, màu cấp kỳ không mấy bạn, có miếng dặm rồi có miếng chưa dặm nghe các bạn, tại người ta xạ cũng có khi trước khi sau. Rồi ở trong bờ này mình có hai tay nha mấy bạn, đây một tay nè mấy bạn, tay này không dính mấy bạn ơi. Nè mấy bạn thấy mình giăng là cái cỏ nó mọc lên riết nó tiệp với màu cỏ luôn không mấy bạn, vô đây một tay nữa nha các bạn. Bờ này thông thường một bờ mình giăng 2-3 tay mấy bạn, chừng nào có dính nhiều mình mới nung vô, nhưng mà bờ này không có thế nung nữa mấy bạn. Bờ này mấy cử trước mình không, cái tay vừa quay đó nó không dính nha các bạn, còn mấy tay trong đây có một tay thì cũng dính mấy con rắn này nha các bạn, rắn rải mà chứ chưa có rắn gì. Rồi ở trước đây có hàng mấy bạn ơi, từ xa thấy vậy các bạn thấy nè, trời ơi một con hổ hành nha các bạn, đã không mấy bạn. Các bạn thấy nó hơi bự cái nó dính có cái đầu không nè mấy bạn thấy không, đó dính có cái đầu một chút mà dây đồ còn nguyên trắng trên các bạn. Ở đây gái không đi một lượt chứ theo đi một lượt như kiểu này là còn dính được một con nữa đó nghe các bạn nè, lưới còn nguyên trắng luôn nè các bạn thấy không đó. Trời ơi khúc trên đây chuột trắng khúc, ủa chuột trắng hay là bị sảy rồi nè, giật lưới nè các bạn là gì ta, các bạn dự đổ một khúc lưới dữ vậy. Này để mình nghiên cứu cái này bị gì mà nguyên khúc lưới dữ các bạn. Phải rồi mấy bạn ơi, nó chuột nó cắn sát bằng đây nè các bạn, đứt cọng dây nè, đứt cọng dây cái đầu còn được cái que rim nè các bạn thấy không, que rim nè, que rim mình nó dính lại nè, tại vì mình có gài móc sắt ở trên đó mấy bạn, đây nè gài móc sắt ở dưới chân mấy bạn thấy không đó, nên que với chị các bạn đắt cứng thì mấy bạn lấy que chị gài xuống, còn đắt mà mềm mấy bạn bẻ cài nổ cho đỡ tốn với chị đó, mấy bạn thấy đã không. Cái lưới đơn giản gì nghe các bạn, con này từ nửa ký 600g nghe các bạn. Các bạn thấy cỡ này mình nói gan không, cỡ này hổ hành nó đi nhiều chứ còn gắn kia nó đi sẽ yếu lại nghe các bạn, nhưng mà vùng mình là người ta bắt bớt rồi đó, chứ nếu mà không bắt bớt như mấy năm trước ha, nhiều lúc á mình nói mấy bạn nghe chơi, nhiều lúc á mình thăm một cử đi, thí dụ mình dính có cỡ 4kg 3kg mấy đi mình nói là trúng, nhưng mà có bạn mình cũng biết chắc suy nghĩ nói ông này ông gian gì đâu, dính có 3-4kg mà ông nói trúng, nhưng sự thật mình kể mấy bạn nghe, thí dụ mấy bạn đặt 7 phải không, 4 ngày mấy bạn thăm, 5 ngày một tuần lễ, mình cho mấy bạn thăm sớm nhất là 3-4 ngày đó mấy bạn trúng 5kg chứ nhiều. Còn như mình thí dụ một ngày mình thắt á, mình nói thiệt mấy bạn thắt đi là ngày mình ký mấy 2kg, mà mấy bạn nghĩ đi là mình ngày nào cũng thăm chứ á, thì 3 bữa mấy bạn 3 bữa 4 bữa thì mấy bạn 5kg phải không, mình 4 bữa theo, nhưng mà mình ngày mà bổ động 2kg 4 bữa là mình tới 8kg lần đó các bạn, tại một cái lượng mình gắn nói thiệt với mấy bạn luôn ha, mình bắt ha là rất là nhiều á mấy bạn, một năm như vậy một mùa như vậy không biết bao nhiêu là ký đó. Ví dụ như mà mình đi ha, cái năm nay là mình giăng ít đi, nói mấy bạn nghe tính như năm nay hỏi tính mấy năm trước làm chi, thì mình giăng á, cái bữa nào trúng thì 4-5kg, cái bữa nào thắt á, thì 1kg mấy 2kg, mình cho bỏ đồng đó là 3kg đi, mà 4 ngày vậy thì mấy bạn ra 12kg luôn gắn đó, nếu ngày 3kg 4 ngày thì 12kg đó, mấy bạn suy nghĩ đi gắn nó giảm cỡ nào, mình giăng lưới là nó dính hiệu quả rất là nhiều nha các bạn. Theo như mấy bạn mà làm kinh á, mình giăng lưới á, mình làm kinh nó dễ hơn nha các bạn, tại gài nào mình cũng thăm, mình cũng có clip để quay, như mình cũng vô tiền lại gai hoài với các bạn. Còn như đặt lợp thì nó chậm hơn nha các bạn, tại lúc trước mình cũng có đặt, tuy rằng nó trúng cái nó trúng to đó, nhưng mà cái tỷ lệ kéo thời gian dài nó không bằng lưới mấy bạn này, cái lưới nó kéo thời gian dài lắm, giống như cỡ này mấy bạn đặt 7 dính cũng hơi yếu nè, mình biết gắn hổ hành nó dẫn đi, nó dẫn chạy 7 vậy, nhưng mà cái tỷ lệ nó chạy nó yếu, mấy bạn biết sao, cỡ này nó ra nó phơi xương nha mấy bạn, tỷ lệ nó đi ăn cũng yếu, với có con nó đi bắt cặp tới mấy bạn, cho nên nó không ăn nha, gắn nó không ăn là nó không chạy gặp mình, nó không chạy bẫy mình đó mấy bạn, nó chỉ đa số là nó ra nó kiếm bạn tình đó là nhiều nha các bạn, mùa này trời tuyết lạnh này nè. Không gài mấy cử liền nay là mình đi cử nào cũng có hổ hành trên nha các bạn. Đây, lưới mình mà ngày nào cũng đi mà ngày nào cũng dính vậy tính tỏ là nó đi mạnh rồi đó nghe bạn, nhiều lúc mình nói mấy bạn cái mấy bạn nói trời ông dính có mấy ký mà ông nói trúng. Vậy là trúng rồi đó các bạn, tại do giăng lưới mà đâu phải như đặt 7 đâu. Đặt 7 thì lâu lâu mấy bạn thăm lằn nó dồn, còn này mình đi là nó nói chung là ngày nào cũng đậu chân đó, không có ngày nào mà mình không đậu chân á. Rồi bây giờ mình cũng xin tạm ngưng đây để mình xử lý gắn này nghe các bạn, cũng không nói linh tinh nữa. Thì nãy giờ thành quả mấy bạn thấy 3 con hổ hành liên tiếp đó mấy bạn, mới con luồng lưới này đó mà còn lưới nữa chưa hết là 3 luồng nữa là 3 con hổ hành, nhưng mà bỏ một con nghe các bạn còn được 2 con. 2 con này cũng trên ký này các bạn ơi. Nói chung là bữa nay tới đây thôi mình thấy là cũng im rồi đó nghe các bạn. Rồi mấy bạn cho mình xin ngưng đây đi, rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Nãy giờ mình lội cũng mười mấy tay mà không dính mấy bạn ơi, quá nắng không mấy bạn. Nắng cỡ này ông nắng quá nắng nha các bạn. Đây mình đang trốn trong góc sài này các bạn, với bên đây là mảng cầu nha các bạn. Nghỉ mát cái mấy bạn ơi. Nãy giờ thì mấy bạn thấy đã thành quả mình được 3 trúng nha mấy bạn. Bên đó người ta mới trồng mảng cầu nữa nghe các bạn, mảng cầu còn nhỏ với đậu xanh nha các bạn. 3 chú mà bỏ 1 chú còn 2 chú nghe các bạn, sao sớm gì tản dính hữu hành không các bạn. Làm như tới mùa nó đi phơi sương hay gì các bạn. Dính được 3 con mà bỏ 1 con các bạn, uổng quá. Thà đừng dính mấy bạn, dính chết mình tiếc lắm. Biết rằng con rắn nó nhỏ nó không đáng nhiều mà mấy bạn biết gì không, nó như giống như mình lãng phí vậy đó. Nó thà nó dính thì mình nó không dính thì từ từ nó dính, còn nó không dính năm nay qua năm nó bự thêm nữa mình cũng bắt dính rồi mấy bạn ơi, còn mà chết thấy uổng quá. Thì thành quả nãy giờ đây bạn thấy được 2 con hữu hành nha các bạn. 2 con này chắc cũng cỡ ký mốt hả mấy bạn, không bự hung. 2 con này rồi cỡ ký mốt nè. Đây đó, nói chung gì cũng được rồi mấy bạn ơi, nó cũng tạm ổn nha các bạn. Năm nay gắn cũng còn giá nghe mấy bạn. Năm ngoái cỡ này gắn hữu hành nhì này nè các bạn là mình bán được con 180 mấy bạn, mà năm nay hổng gài nó nạo ngay hàng nhì mà cỡ khoảng 400g tới 500 mấy rồi đó mấy bạn. Là ở đây mình giảng giao được giá 250 nha các bạn, nó giảng cầm giá đó, chứ mấy năm trước cỡ này còn 180 à. Gắn lãi vô ngựa thì nó lên thì theo hàng năm thì đúng đó các bạn. Cử rồi gắn lãi với mình giao được tới 220 đang nghe mấy bạn. Cử này không biết nha, cử tới này mình đi bán không biết nha, tại chưa có gắn nhiều mình dồn bữa cử hay cử cái mình đi cử gì các bạn. Còn mình bán cử rồi 220, gắn lãi hổ ngựa thì 190 nha mấy bạn. Báo cho mấy bạn biết gì luôn đó. Để có bạn comment hỏi mình giá nhiêu rồi đó, mình đi bán nói chung là cách bữa 2 bữa là mình dồn cái 5-6kg 6-7kg rồi cái mình đi bán cử gì mấy bạn. Là mình có đi là mình cũng nói cho nè. Nhiều lúc ha, mấy bà bán hàng mấy bạn gắn nó lên giá ha. Mấy bà giờ này mình đang đi ngoài đường này là ngoài ruộng là bà điện đó. Bà nói lên giá nghe, lên giá nghe, bà sợ mình bán chỗ khác đó mấy bạn. Tại cỡ này gắn đó làm như bà có mối giao đâu được mạnh hay vậy. Bà lấy dữ lắm mấy bạn ơi. Mấy lái gắn điện liền à. Thôi, đến đây đằng trước này mình có tay mình đi tới thăm luôn mấy bạn ơi. Nãy giờ mình ngồi nghỉ cũng hơi lâu lâu rồi. Tranh thủ về mấy bạn ơi. Ở đâu ta? À, như đâu đây nữa. Cái thẳng này, đây nè. Ôi, có hàng mấy bạn ơi, ngải nhẹ nè, mới nhắc ngải có lãi nữa. Đó, các bạn thấy đã không? Ngải này cũng tạm nha các bạn, cái ngải này chắc cũng cỡ 350 400 nha mấy bạn. Đó, dính nhìn thấy đã mấy bạn. Mấy bạn thấy mình văng từ ở đây nè. Mà cái lúc mà cái gì nó ấy mà bây giờ nó vậy đó các bạn, cái lúc mà cỏ người ta xịt cái bờ chống lỏng đó mấy bạn, rồi mình văng mà giờ cỏ nó mọc tới vậy nè các bạn. Tay lưới này thì đợt đó nó dính được con rắn hổ hành. Rồi tới giờ mới dính con rắn lãi này nữa đó nghe các bạn, chứ nó cũng chưa dính gì nữa các bạn ơi. Để tới lưới nó vậy luôn rồi mấy bạn hiểu rồi đó. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nha các bạn, để mình xử lý nó rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem ha. Tại mình đi của mình lên nha mấy bạn, thông cảm giùm. Tuốt dưới đây cũng khó quay lắm mấy bạn ơi. Thôi cho mình ngưng đi. Rồi mình lỡ nãy giờ nó cũng không dính nữa mấy bạn ơi. Quá trời nắng các bạn thấy không? Đó, mình về tới này là mình ra mé lộ mình chữa chặn về nhà mình nghe mấy bạn. Ra lộ mình kiếm có gian xe về nhà mấy bạn ơi. Nói chung là bữa nay nó cũng không trúng mà không thắt nghe bạn. Đây thành quả của mình sau một chuyến đi thăm đây nghe mấy bạn. Sáng giờ đó mấy bạn ơi. Thì bữa nay thì nó dính được có 4 con nghe mấy bạn. Trong khi đó thì 3 con hổ hành. 3 con hổ hành với 1 con rắn lãi nha mấy bạn. Đây 3 con hổ hành, con rắn lãi. Thì cái số chết hết 1 con nha các bạn, còn được 3 con hả. 1 con chết thì mình bỏ rồi, mới ra cái đây, tay lưới đầu tiên cặp mé lộ mình gửi xe đựng mình văng ngay cửa đó luôn, ngay bụi chuối đó dính 1 con mà chết ngắt mấy bạn. Mình tưởng bữa nay là thắt thu luôn nha các bạn. Mới mở hàng con chết mình thấy hiểu rồi nha các bạn. Mà cũng hên mấy bạn ơi, đi về tới nó không chết nữa mà nó dính được 3 con. 2 con hổ hành với 1 con rắn lãi nữa, thì 3 con này nó nằm khoảng cỡ ký gửi nha các bạn. Thì bữa nay nó cũng tạm chung mấy bạn ơi, không trúng. Cỡ này nó cũng muốn hết mùa mà dính gì cũng tạm được đi các bạn ơi. Dù này mình cũng kiếm được 200 mấy 300 nha các bạn. Chắc thủ được 300. Tại gắn lãi này thì giờ quê mình đó mấy bạn là nó 220.000 kg này nghe mấy bạn. Còn hổ hành này giá 250 nha các bạn. Hổ hành này hổ hành nhì mấy bạn ơi, chứ không được nhất. 2 con này cỡ ký mốt hả mấy bạn ơi. Nếu mà được con 600g trở lên đó, nó mới lấy nhất nha bạn. Quê mình á Còn 500 mấy đầu là gắn nhì không nha bạn. Mà này chắc mình đoán chắc cái gắn nhất không nổi quá bạn. Con còn trọng là không biết kéo nhất nổi không, mà nếu được 600g thì nó được cũng cỡ 300 nha bạn. Còn bự nữa thì nó mắc nữa. Mà con này mình sợ không nổi đâu, con đó chắc hai con nó cỡ ký mốt đổ lại. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng clip đây ha. Mấy bạn xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like một chia sẻ nữa nghe mấy bạn, để ủng hộ anh em mình có động lực để làm nhiều video tiếp theo nghe các bạn. Rồi mình cũng bye bye mấy bạn luôn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.